Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Hà Nội có mưa nhỏ và trời khá là dịu mát. Thì với thời tiết này rất là phù hợp để chúng ta có thể ra đường du ngoạn một vòng Hà Nội và ngắm nghía xem là Hà Nội có gì đổi thay không. Thì ngày hôm nay xin review với quý vị một đoạn đường cầu trên cao, một đoạn đường trên cao đường Vành Đai 2, đoạn Trường Chinh, nối từ ngã tư Sở cho tới ngã tư Vọng. Và đây là cái đoạn ngã tư Sở đi từ Nguyễn Trãi đến ngã tư Sở các bạn nhé. Thì trước mắt chúng ta có thể nói rằng ngã tư Sở ngày xưa thì luôn luôn tắc đường, người ta cứ gọi là ngã tư khổ là chỗ đây. Nhưng bây giờ thì nó cũng đã giảm bớt đi rồi. Và sau này khi mà chúng ta có thể hoàn thành một cái cầu mà bắc ngang qua cái đi cầu vượt, đi qua cả cái cầu vượt ngã tư Sở này thì đảm bảo rằng cái giao thông sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Thì quay trở lại với con đường Vành Đai 2. Thì con đường Vành Đai 2 trên cao này là được xây dựng bởi chủ đầu tư là tập đoàn Vingroup, được phê duyệt dự án vào năm 2018. Số vốn được ước tính là khoảng gần 10.000 tỷ đồng, chắc là khoảng 9.400 tỷ. Và trong đó thì có khoảng hơn 4.000 tỷ đó là cái chi phí giải phóng mặt bằng, và hơn 5 tỷ là cái chi phí xây dựng lắp đặt, rồi là các chi phí tư vấn, các chi phí khác. Thì cái đường Vành Đai 2 trên cao này nó dài khoảng 5 km, nối liền từ ngã tư Sở cho tới đoạn cầu Vĩnh Tuy. Thì nó có cầu chính này và cả ba cái điểm lên xuống ở tại ngã tư Sở, ngã tư Vọng và đoạn cầu Vĩnh Tuy. Thì có thể nói là hôm nay trải nghiệm cái đoạn đường trên cao này, cái đoạn cầu đường Vành Đai 2 này cảm giác đi rất là êm ái. Thứ hai là để mà nói mình thấy rằng người ta làm những cái lan can kính này là rất là hay. Đấy. Thứ nhất là nó đảm bảo an toàn cho lái xe. Thứ hai là nó đem lại cảm giác vẫn là thông thoáng, không bị khuất quá cái tầm nhìn, mình có thể nhìn xuyên qua kính để ngắm hai bên đường. Thì đấy là cái rất hay. Thì có thể nói rằng trong quá trình mà xây dựng và phát triển thương hiệu thì Vingroup cũng đã góp phần rất nhiều vào thay đổi và phát triển bộ mặt của đất nước. Đấy, với những tất nhiên là khu đô thị này, rồi là với những khu thương mại, những cây cầu, những con đường giúp cho bộ mặt đất nước thêm đẹp hơn và giúp cho cái việc giao thông đi lại của người dân cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Thì đó là những cái công lao cũng có thể nói là không thể ghi nhận của tập đoàn Vingroup. Và ngay bây giờ chúng ta ngày hôm nay thì hôm qua thì Lương Xuân Trường đã có một cái cuộc gọi vốn thành công trong Sắc Tanh, để chúng ta sẽ bàn luận một chút về cái việc gọi vốn của Lương Xuân Trường trong việc mở cái trung tâm, cái bệnh viện gọi là phục hồi chấn thương thể thao quốc tế, đúng không ạ? Rất là hay. Đang làm có vẻ tiến độ có vẻ là này có vẻ nhanh. Nay mai mình muốn đi khi khai như xuyên thẳng quăng lên trên đấy. Này cứ đi thẳng lên xong bên kia nhá. Rồi một tay dưới nhá. Đây, đây. Đây này. Khá nhanh đấy chứ, đoạn này khá nhanh đi này. Hôm trước anh có xem Sắc Tanh không? Phải Lương Xuân Trường. Có, Lương Xuân Trường tham gia anh vừa xem đấy. Gọi được 7 tỷ cho 15%. Sắc Liên, Sắc Liên. Nói chung Lương Xuân Trường chắc là hắn làm như kiểu là đại sứ mang tính chất thương hiệu ấy. Để hắn mang quảng bá là chính thôi, còn về chuyên môn thì chắc một người khác. Cái đấy nó là gì? Em chưa biết là trung tâm phục hồi thể thao, trung tâm phục hồi chấn thương quốc tế. Vậy thì bà Sắc Liên, bà ấy đầu tiên là đúng không? Bà là công ty bảo hiểm. Đúng, bà có cái bảo hiểm, công ty bảo hiểm liên quan đến ấy, thể thao. Thế thì bà Liên chính là bà có rất là có lợi. Và Liên tặng luôn 500 triệu cho hai người mà cho Xuân Trường với lại ấy. Ông Phú còn định bon chen vào. Ông Phú 200 triệu. Ông chỉ ấy thôi. Em cảm giác ông chỉ là màu thôi. Tức là đầu tiên mà Liên 100 triệu xong ông Phú 200 triệu. Ông Phú là ông già già. Ông Phú săn hao. Ông Phú là người rất tươi vui, nhìn cứ nạc cười ấy. Ông Phú là cái ông mà nhìn
trông nhìn đẹp trai nhỉ. Trông nhìn hiền lành. Vậy cái ông gì mà người nhỏ mà cái đoạn này nó ghép hết rồi, sắp đổ. Dạ, dạ.